chở gạo đi lên kịp ngày, gạo đi chiến dịch phía Tây, nước to sóng cả, đò đây vẫn chèo. Các đoàn xe vận tải đều lên đường ra mặt trận. Các đồng chí lái xe đi suốt mấy chục đêm ròng rã không chợp mắt. Để xe có thể vào thẳng được hỏa tuyến, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định mở đường thắng lợi, tức là mở rộng con đường núi từ Tuần Giáo đến Điện Biên, dài 80 cây số, rộng thành 5 thước, thời hạn 11 ngày. Giữa núi rừng, một công trường khổng lồ bỗng xuất hiện, náo nhiệt mà bí mật. Công binh, thanh niên xung phong và dân công đã lập được nhiều thành tích lao động xuất sắc, dù chỉ với sức người, với những công cụ thô sơ như cuốc, xẻng, búa, tròn. Đường làm đến đâu lại được ngụy trang ngay đến đấy, địch không hề biết. Thế rồi, voi vào, một bất ngờ rất đau đớn đối với địch. Tất cả các chuyên gia pháo binh của chúng, từ tên trung tướng Cô Nhi vốn xuất thân pháo thủ, đến tên thiếu tướng thanh tra pháo binh Pháp ở Viễn Đông, cho đến các cố vấn Mỹ ở Triều Tiên về, cũng đều không thể tưởng tượng quân ta lại có thể đem được trọng pháo lên chốn núi rừng hiểm trở này để tiêu diệt chúng. Lao động rất lớn nữa là làm hầm cho pháo, theo kinh nghiệm quý báu của quân đội anh em Trung Quốc và Triều Tiên. Thì rừng kia, rừng bạt ngàn xanh thẫm, rừng che bộ đội, rừng vây quân thủ. Và đồng thời rừng cũng là kho nguyên liệu vô tận. Nhưng để giữ bí mật, tuyệt đối không được phép đốn gỗ ở quanh nơi đào hầm pháo, mà phải vượt núi đi xa, hạ gỗ khiêng về. Vất vả, nhưng trên môi các chiến sĩ vẫn tươi nở nụ cười tin tưởng tất thắng. Hầm càng kiên cố bao nhiêu, voi càng được bảo đảm bấy nhiêu, và nay mai đồn giặc nhất định tan tành. Và hầm đã xây xong, thinh thang trong ruột núi chờ đợi voi vào. Trong khi đó, voi đang lặng lẽ vượt núi vào trận địa. Những khẩu sơn pháo 75, lựu pháo 105 và cả những cỗ cao pháo lần đầu tiên xuất trận, băng núi trèo đèo, bí mật tiến vào trận địa. Đây là một quyết định rất táo bạo để giành bất ngờ đối với địch. Pháo thủ Tô Vĩnh Diện liền lao thân mình chèn pháo.
của lòng tin quyết thắng, các chiến sĩ ta đã vượt muôn ngàn khó khăn, dùng sức người đưa bổng cả đàn voi vượt qua đỉnh núi Hoa Sông cao hơn 1,100 thước dốc đứng sang phía sườn núi bên kia, kề vào cạnh sọ địch chờ ngày nổ súng. Công tác chuẩn bị tấn công ngày càng gấp rút. Các đồng chí trinh sát ngày đêm ăn đói mặc rét, nằm rừng ngủ bụi, gian khổ và anh dũng bám sát địch điều tra tình hình. Ở chỉ huy sở, bộ chỉ huy chiến dịch vẫn theo dõi sát mọi hoạt động của ta địch để chuẩn bị tấn công. Hội nghị phổ biến kế hoạch tác chiến được triệu tập tại mặt trận, nắm vững phương châm tiêu diệt sinh lực địch và đánh chắc tiến chắc. Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trình bày phương án tác chiến của Đảng ủy mặt trận. Cán bộ thảo luận và nhận nhiệm vụ ngay trên sa bàn. Bộ chỉ huy mặt trận trực tiếp đi động viên bộ đội. Đồng chí Tổng Tư lệnh căn dặn pháo binh phải làm cho pháo binh ta tuy còn nhỏ yếu nhưng phát huy tác dụng lớn, khiến cho địch khiếp sợ. Chiến hào, các chiến sĩ chăm chú như uống từng lời thư căn dặn của Bác Hồ. Các chú